Kinh văn: cái thấy đã khác với cái sáng, thì khi xen tạp, ác phải mất tên gọi của tính sáng. Cái thấy xen lẫn vào là mất tính chất của cái sáng. Mà nói hòa với cái sáng là không có nghĩa. Đối với cái tối thông bích lắc kia cũng lại như vậy. Giảng: cái thấy đã khác với cái sáng, thì khi xen tạp, ác tại mất tên gọi của tính sáng. Nếu ông cho rằng cái thấy và cái sáng là hai thực thể riêng biệt, thì theo đó chúng phải đánh mất tính chất riêng của chúng khi chúng hòa lẫn với nhau. Tính đồng nhất của tánh thấy và tính đồng nhất của cái sáng, bản thể của cái sáng, cả hai lẽ ra phải bị biến mất. Cái thấy xen lẫn vào làm mất tính chất của cái sáng, mà nói hòa với cái sáng là không có nghĩa. Thế nên Như Lai bảo rằng không có cái gì giống như cái gọi là hòa lẫn giữa tánh thấy của ông và cái sáng, để nói rằng việc hòa hợp kia không có nghĩa lý xác thực. Đối với cái tối thông bích lấp kia cũng lại như vậy. Đạo lý là ở điểm tánh thấy không thể nào hòa lẫn với cái sáng. Đều có thể áp dụng với tiền đề là có thể hòa lẫn với cái tối thông bích lấp. Tánh thấy không thể nào hòa lẫn với những thứ ấy. Sao ông lại nói chứng được tâm Bồ Đề là do hòa hợp mà được? Đó là một sai lầm. Trước đây A Nan đã nghi ngờ rằng tánh thấy có phát sinh từ nhân duyên hay chăng. Đức Phật đã phá trừ quan niệm này. Này A Nan lại kết luận rằng tánh thấy là kết quả từ sự hòa hợp. Từng bước, Đức Phật đã giải trừ sự mê lầm cho A Nan. Ngay khi Đức Phật giải trừ được mối mê lầm này, thì A Nan lại vướng vào mối mê lầm khác. A Nan vẫn chưa nhận ra được giáo lý chân thật. Đức Phật dạy rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả đều có thể thành Phật. Có người nghe như vậy rồi phát cuồng lên, nói rằng ta là Phật, mọi người đều là Phật. Tại sao họ không nói rằng mọi người là ma quỷ, mà lại nói mọi người đều là Phật? Nếu mọi người đều là Phật, thế thì ông có thành Phật không? Đức Phật thì có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Còn ông thì có được bao nhiêu thân? Đức Phật có thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân, thiền bá ước quá thân. Còn ông có được mấy thân? Đức Phật có đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí, làm thành tứ trí. Còn ông có được mấy trí? Đức Phật có ngũ nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, nhục nhãn và thiên nhãn. Ông có được bao nhiêu mắt? Ông không có được một con mắt nào cả. Ông chưa mở được con mắt nào cả mà dám nói ồ, ta là Phật. Thì ông là Phật gì? Chư Phật đều có danh xưng. Thế tên vị Phật của ông là gì? Đơn giản, tôi chỉ là Phật. Quý vị nói, nếu ngay cả cái tên cũng không có, thì ông là loại Phật nào? Phật nào cũng có danh xưng, chẳng có Phật nào vô danh cả. Thế nên ai đi quanh mà nói mọi người đều là Phật,
thì đó chỉ là người bị cuồng thôi. Vâng, đúng thật mọi người đều là Phật, nhưng phải tu tập Phật Pháp mới thành được. Sau 6 năm ngồi thiền dưới cây bồ đề trong núi tuyết, một hôm, Ngài thấy sao mai mọc và hoát nhiên chứng ngộ. Đó là công phu tu tập đã khiến cho Đức Phật thành đạo. Nhưng nay ông suốt từ sáng đến tối chỉ làm những gì mình thích. Nếu ông thích uống rượu, ông liền đi uống. Nếu ông thích hút thuốc, ông rút thuốc ra hút. Ông thích xem phim, ông liền đi xem. Nếu ông thích khiêu vũ, ông liền đi khiêu vũ. Sau đó ông về nhà với vợ ông. Phật của ông như vậy đó. À, quá dễ. Thế nên ông hãy xem biết bao nhiêu khổ nhọc và khó khăn mà Đức Phật phải trải qua mới được thành Phật. Còn ông thì suốt ngày chỉ biết nằm trên giường và đi quanh nhà. Chẳng cần nói phải ngồi thiền suốt 6 năm, chỉ cần 6 ngày ông cũng không thể nào ngồi được trong trạng thái bất động. Tôi sẽ xem ông là Phật nếu ông ngồi thiền trong trạng thái bất động trong 6 ngày. Nhưng ông không thể nào ngồi yên được dù chỉ trong 6 giờ. Thế mà ông nói mình đã là Phật. Thế có phải là điên đảo không? A Nan, có thể gọi là điên đảo, nhưng suy nghĩ trên của quý vị còn điên đảo hơn A Nan. Thế nên tôi gọi những người có hành động như trên là ma dương. Từ nay trở đi, khi quý vị gặp những người như vậy, quý vị có thể gọi họ là ma dương.哈哈哈，问什么的说呵。